con chào sư cô. Sư cô ơi, cho con hỏi là những bé mà vào đây mà bé lâu nhất là bao nhiêu năm rồi cô? Dạ, như bé này là 13 năm chú. 13 năm. Dạ. Dạ, bé đấy ạ. Chào con. Con năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 13 tuổi. Wow, 13 tuổi mà lớn đấy. Các sư nuôi tốt quá. Vậy thì cái bé này là mình phát hiện được ở đâu hay là có người gửi? Dạ không, mẹ của bé sinh ra ruột bỏ lúc bé mới có 5 ngày à chú. Dạ. Rồi mình nhận về mình nuôi, mình báo cáo chính quyền về luôn. Vâng, thì trong cái thời gian đó thì mẹ của bé có liên lạc với bé không cô? Dạ không luôn. Không luôn. Vậy lúc đấy có để lại giấy tờ gì không cô? Dạ có, miếng giấy, tờ giấy học trò gì. Dạ. Vậy là bé lâu nhất là 13 năm. 13 năm thì năm nay con học lớp mấy? Con học lớp 7. Con học lớp 7. Rồi lớn lên con muốn làm nghề gì? Con chưa biết. À. Rồi cảm ơn con nhé. Rồi bạn này là không thân nhân. Tức là không còn giấy tờ gì hết, mình không biết. Con ngồi xuống. À. Dạ. Bán cho một cô là bán cho cái này là lúc đó là 10 triệu. 10 triệu thì bé này thì khó quá, nó cua nó cũng mới đánh đập hoài. Thì mà lại có cô một triệu cô ở gần đó. Cô mới hay tin đó là cô này là sắp chỉ là bán bé này, ai có nhu cầu là cô bán cô mua. Thì chùa mình mới nghe tin đó, xuống đây mình mới đưa một cái khoản tiền 10 triệu đó để đón bé này về luôn. Dạ. Bé thông tường. Bé thông tường. Dạ. Vậy bé là người gốc Campuchia. Vâng. Thì bé này bây giờ có... Vậy là bé đâu biết nói tiếng Campuchia đúng không cô? Dạ không, không tiếng Việt. Chỉ biết nói tiếng Việt thôi. Dạ. Thì con mấy tuổi rồi? Con 10 tuổi. Con học lớp mấy? Học 10 tuổi, học lớp 5. Lớn lên con muốn làm nghề gì? Con chưa biết đúng không? Thôi từ từ lớn rồi mình biết nhá. Nhưng mình làm cái việc gì mà có ích cho đời là được. Con biết việc gì có ích không? Bây giờ nếu như con thì con làm việc gì có ích à? Con nói chú nghe nào. Chị kêu. Con cứ nghĩ sao con nói vậy? Tự nhiên nào. À, làm từ thiện là có ích, đúng rồi, chính xác, bạn này rất là tuyệt vời à. Rồi, cảm ơn con nhé. Không biết gì. À, bé không có bình thường. Mấy năm nay là đỡ, chứ còn dạ. Mấy năm trước á, là coi như là thích tiểu tiện hầu nào là tiểu tiện hầu. À, tức là không có chủ động được mấy cái việc đó. Cho nên là bao năm nay là bắt đầu là dần dần khắc phục được cái tình trạng đó rồi. Dạ. 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 Vâng. Dạ. Nhìn dễ thương quá à. Bé này là hoàn cảnh là không cha không mẹ, sống cái gì. Dạ. Có gì mà kiểu là gì không chăm được cái sao đó. Bây giờ người dì này ở đâu ở cô? Dạ. Chú chào con mấy tuổi rồi? Con 8 tuổi. Năm nay con học lớp mấy?
Năm nay lên lớp 3. Ủa sao 8 tuổi lên lớp 3 lại vậy? Học lớp 2 lớp 3. À, lên luôn lớp 3 luôn. Bây giờ chú hỏi con nhá. Chú hỏi được không? Tại vì lúc mà nó học lại dở một học kỳ. Dạ. Bây giờ con đã học bản cửu chương chưa? Rồi, bây giờ chú hỏi nhá. Giờ con muốn hỏi dễ hay hỏi khó nào? Hỏi dễ nhá. Hỏi dễ nhá. Rồi 3 x 5 bằng bao nhiêu con? Không có nhắc. Để em giữ nói. Cảm ơn con. Giỏ cho thêm cái bánh. Cô ăn mấy con? Cô ăn. Tôi muốn nhắc thì cô lại làm. 3 x 5 15 rồi, đúng rồi, giỏi lắm. Bây giờ chú hỏi tiếp nhá. Bây giờ khó hơn xíu nhá, độ khó tăng dần nhá. Giờ 7 x 7 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu con? 7 x 7. 7 nhân với 7. Không đúng, con cứ trả lời bình tĩnh thôi. Con cứ con đọc toán của chương. Bây giờ 7, 7 nhân 1 là mấy con, nếu không con chưa nhớ con nhầm. Đúng rồi, chính xác. À, rồi, bây giờ chú, bây giờ nhá, này cái này khó hơn nữa này. Con này, bây giờ chú hỏi con phép chia nhá. Bây giờ 63 chia 7 bằng mấy? Đúng rồi, chính xác. Đó, đó. Nhưng mà chú bảo con này, nếu mà con lúc nào con rảnh ấy, con nhầm bản cửu chương, đọc đi xong đọc lại. Sau này về cái tính toán ấy, cuộc sống rất là cần. À, mình nhầm cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Con ráng học cho giỏi nhá. Bình thường là buổi sáng là ngủ dậy, chấp tác công việc rồi ăn sáng xong là bắt đầu cho tụi nhỏ học bản cửu chương chú. Dạ. Dạ, con chiều ngủ dậy xong là bắt đầu tắm rửa xong là vẫn cho học bản cửu chương. Dạ. Dạ, bản cửu chương xong rồi là mấy chị lớn á bắt đầu ghi cộng nhân chia ra cho mấy bé làm. Dạ, gọi là các bé lớn kèm bé nhỏ dạ, nữa. Đúng rồi, chú. Dạ, vâng. Đó đi. Là nghỉ hè, còn khi mà bắt đầu mà nhập học vô là có thầy vô chùa dạy. Dạ. Thì cũng chia sẻ với cô là kỳ rồi con đi Mèo Vạc ở Hà Giang ấy. Thì có hỏi một bé học lớp 9. Thì có hỏi bé hai phép tính. Một là 9 như là 9 cộng 9 bao nhiêu, thì bé đầu tiên là hỏi 9 x 9 bằng bao nhiêu, thì bé không cũng không trả lời được. Sau 9 cộng 9 bao nhiêu thì bé bảo là mình, bé người dân tộc mà, bé bảo là mình nghỉ hè, mình không ôn bài nên mình quên rồi. Ở đây là mình, bình thường nghỉ hè vô là bắt đầu là cho mấy bé đây là bản cửu chương. Dạ. Cộng trừ nhân chia là mình phải một ngày là mình biểu học hay bản cửu chương. Dạ. Học xong rồi là bắt đầu phải trả bài cho cô. Dạ, vâng. Trả xong rồi học, xong rồi mình lại cho học nữa. Dạ. Có ngưng. Dạ, vâng. Rồi, bé ráng học nhá. À, rồi, chú chúc con khỏe nhá. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Là bắt đầu cho tụi nó đi từng khu vực ra quét tước. Là bắt đầu cô nhảy xuống bếp, bắt đầu là làm đồ ăn sáng cho tụi nó xong. Xong nó bắt đầu nấu ăn cái ngày tụi nó về. Vâng, thôi chúc sư cô và các bé sức khỏe nha. Con hy vọng là có dịp tới có duyên thì lại sẽ ghé thăm chùa. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Thông Quyên. Thông Quyên. Thông Quyên. Dạ. Thông Quyên. Còn bạn này mấy tuổi? 8 tuổi. Con cũng 8 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 3. Con năm nay lên lớp 3. Dạ. Còn bạn này mấy tuổi? Con 8 tuổi. Con cũng 8 tuổi luôn. À, cũng lên lớp 3. À. Đấy. Còn bạn này? Con mấy tuổi? Lớp 2. Nhưng hôm năm nay lên lớp 3 mà đúng không? Con 9 tuổi. Con học lớp 3. À, con học lớp 3. Còn bạn áo vàng này mấy tuổi? Con mấy tuổi? Năm nay cũng đang lên lớp 1 với chú. Dạ, vậy là 7 tuổi cô. Cô cho con hỏi thì mình chăm các bé ở đây thì có mấy cô ạ? Dạ 2. Có 2 cô. Dạ. Cô với một sư chủ trì.
cô và sư trụ trì. Cho con hỏi thì mình nuôi dưỡng các bé này thì các cô gặp cái khó khăn gì không ạ? Dạ, mình cũng gặp khó khăn vì mà khi mà mấy bé nhập học với chú là cũng khoảng tiền đóng học phí là khó khăn gì mọi người. Dạ. Mỗi lần mấy bé nhập học vô là tiền học phí là cỡ 30 triệu, tầm tầm cỡ 30 triệu. Dạ. Mình đi chợ rau củ quả rồi đó phải mất cỡ 200 mấy. Dạ. Thì thu nhập chính của chùa mình là chỉ là nhang thôi. Dạ. Mình chỉ có nhang thôi. 200 mấy mà đấy là tiền mua rau củ quả đó. Dạ, coi các con ở đây là ăn chay hết. Dạ. Mấy đứa nhỏ đôi lúc cũng có mà tự tới cho trứng mà trứng gà công nghiệp á, dạ. Vẫn cho mấy bé dùng. Dạ. Còn cho con hỏi là cái việc mà các bé đi học thì đi như thế nào cô? Dạ, mình cái đó mình thuê xe ba gác đó chú. Thuê xe ba gác. Dạ, một tháng là 5 triệu tiền xe ba gác đưa đón mấy em đi học. Dạ. Dạ. Còn về đi về nhà, tức là về chùa mình ở thì cái giống như các con mình có dạy thời gian để dạy các con hay là mình có kèm hay dạ, như hay là như nào cô? Thầy mình không cho mấy bé đi học thêm ở ngoài nhưng mà mình thuê thầy về chùa dạy cho mấy em. Dạ. Dạ. Là các bé về thì có những các thầy tới để dạy tại chùa luôn. Dạ, dạy tại chùa luôn. Còn ngoài thời gian đó ra thì các con có tụng kinh hay là gì không cô? Một ngày là mình có 4 thời kinh. Dạ. Dạ, sáng 4 giờ sáng là dạy công phu. Dạ, 8 giờ sáng. Chiều 4 giờ chiều. Tối là 6 giờ tối. Dạ. Dạ. Cô nói dạy cung phu là dạy võ đấy hay dạy dạ, gì ạ? Không, đi cung phu có thể là trong chùa, trong Phật pháp mình nói là cung phu nhưng mà đây là cung phu kia là mình tụng kinh. Dạ dạ. Thì con thì không có rành cái đó, dạ. Dạ. Rồi cho con hỏi ví dụ thì con biết là các em thì con nít thì rất là hiếu động. Mà thì các bé ở trong chùa thì làm nào để mà có hai cô mà quản được cái số lượng hai mươi mấy bé? Dạ, nói chung là mấy em trong này cũng ngoan lắm chú. Dạ. Dạ, nói là mình nghe lời. Dạ, cũng ngoan rồi, vệ sinh như là mình chia ra là mỗi đứa mỗi chỗ là quét tước. À, coi là chia mỗi em một cái khoảng khu vực để các em vệ sinh quét lá dạ, rác. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô, sư cô. Dạ, chúc sư cô sức khỏe. Dạ dạ. Rồi chào quý vị các bạn. Chào quý vị các bạn. Hiện nay thì Tuấn Dương đang có mặt ở tỉnh Thất Quan Âm, xã Tân Hiệp. Tôi ở đây là tỉnh Thất Quan Âm, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dạ, sư cô cho con biết là sư cô họ và tên là... À, sư cô tên là Võ Thị Thu Vân. Võ Thị Thu Vân. Pháp danh Thích Nữ Diệu Thông. Năm nay sư cô 51 tuổi. Sư cho cô cho con xin số điện thoại để liên lạc dạ, với sư cô. Số điện thoại của sư cô là 0904 610039. Một số nữa là 0907 962435. Dạ. Hai số điện thoại đó. Thưa sư cô thì hôm nay nhóm các cô chú ở Úc có về trong cái chuyến đi chơi về Sài Gòn đó thì có được giới thiệu và tới thăm chùa thì được biết là sư cô hiện nay đang nuôi là 23 em. Dạ, hiện tại ở đây là 25 em. 25 em. Nhưng mà bữa nay là vắng hết hai em. Một em thì đi với cô bảo mẫu về quê. Dạ. Còn một em thì đang chuẩn bị học ở lớp 10, vô lớp 10 nhưng mà tạm thời cho về thành phố Vĩnh Long học, trường trung cấp học ở dưới. Dạ. Thì những cái chi phí mấy em học thì sư cô cũng hoàn toàn lo hết. Dạ. Thì được biết ở đây thì đang có 23 em thì dạ. Chú các cô chú ở đây muốn là tài trợ cho các em một năm học phí. Dạ. Được biết là mỗi một em thì học phí là khoảng 1 triệu đồng. Dạ. Sư cô thì các cô chú đây muốn tài trợ cho bé một năm học phí thì gồm có là
Cô Chi là 5 triệu, chú Hoàng 5 triệu, chú Đức 5 triệu, cô Diếu 2 triệu, chú còn lại là chú Tô Khảnh và Tô Lén 6 triệu, tổng cộng là 23 triệu để lo học phí cho các em trong năm 2019. Ngoài ra thì ở trong đây ấy, là nhóm mà cái số tiền 23 triệu con vừa đọc á, là có cô Diếu là ở Việt Nam, còn lại các cô chú là ở Sydney đúng không chú? Sydney, ở Sydney. Thì ngoài ra hôm nay con cũng con là Tuấn Dương, con tới đây thì con cũng mong một cái món quà là 100 euro của gia đình anh Hạnh ở châu Âu. Anh có gửi con là đi gặp những cái trường hợp nào thì giúp con, thì có một cái kênh YouTube là Sài Gòn Ngày Nay, thì cũng qua đây thì các cô chú anh chị biết, thì con cũng xin phép là để con gửi sư cô. Bây giờ mình sẽ gửi cái số tiền trước là 23 triệu với tiền gạo 5 triệu, rồi con gửi sư cô 28 triệu. Dạ, vâng, đó là số tiền 28 triệu. Vâng, còn đây là cái số tiền là 100 euro của gia đình anh Hạnh ở châu Âu, cũng gửi để cô phụ với cô lo học phí cho các bé. Dạ. Chúc cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn, có lời chúc cho họ sẽ có một cuộc cùng phật mười phương, mời thần tam bảo gia hộ cho toàn thể quý phật tử ở phương xa hay ở hiện tại, trẻ có công người có của đóng góp để tiếp với sư cô và lo cho các em có những hoàn cảnh không được may mắn như một gia đình. Thì các em về đây các em cũng như là một cái gia đình lớn, một cái tổ ấm. Thì sư cô cũng luôn luôn cố gắng hết sức, luôn luôn cố gắng hết sức để mà lo cho các em học tốt. Và để đến tuổi trưởng thành thì tùy theo nhân duyên mà các em hướng con đường của mình. Nhưng mà rất mong là thời gian mà nó các em còn nhỏ ở trong vòng tay sư cô thì sư cô luôn luôn tạo cái điều kiện hướng về tâm linh, để khi em ở mọi hoàn cảnh mọi nơi luôn luôn phải có cái đạo đức đi trước, thì cuộc sống mấy em bớt cơ cực hơn. Thì sư cô có đôi lời chia sẻ cùng cô chú các Phật tử, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thì nhóm sẽ chụp một cái tấm hình. Rồi ok. Rồi đẹp rồi. Cả nhà nhìn đây nhá. Nào chờ con ạ. Dạ không. Rồi. 2 3 2 3 2 3. Cả nhà thả tim nào. Thả tim nào. Rồi. 2 3. Dạ rồi. Được rồi, đẹp lắm. Rồi ok. Dạ. Rồi, hy vọng là sang năm các bạn học tốt, có nhiều giấy khen hơn nhá. Rồi. Giờ con thay khuôn hay con vệ sinh máy? Đây, nhang xong thì sẽ mang ra cái giá này để phơi. Giải theo từng lớp này để nó khô. Cái này xong chừng nào mới mang ra nắng có phơi có? Cái này chừng nào mới mang ra nắng phơi? À bây giờ khiêng đem ra ngoài. À, giờ các bạn khiêng nhang mang ra ngoài phơi nhé. À, vải nào mặc vải đó chứ không phải là đập phải chọn. Rồi cảm ơn các con.
Nếu như mà để đứng như vậy nha, để đứng như vậy thì nó mất lắm. Để ở đây nó có cái lỗ không, nó sẽ chảy khối xuống. Thành ra nếu mà mình để mình ha, nếu mà còn để như vô cái lưng vậy á là không phải để vậy, nhưng mà cô để đứng vậy là như vậy tắt đó. Cái họng đứng như nghe đốt tắt. Nhưng mà tự là mình không thể. Rồi chào các con nha, các con nhớ học giỏi rồi nghe lời các sư nha. Dạ. Rồi cảm ơn các con. Rồi các con rồi xin chào nha. Rồi hẹn gặp lại. Chúc các con học giỏi nha. Dạ. Như vậy nếu mà chúng ta đi cái chùa vừa nãy thì đi qua chùa Thường Chiếu chút xíu thì sẽ có lối rẽ đi thẳng vô. Nhưng mà cũng nên liên lạc với sư cô trước để có người hướng dẫn thì sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Cái tu thiền viện Linh Chiếu này quá rộng luôn. Kế đó là cái gì nữa đây ta? Đó. Chùa Tam Bảo này. Khu vực này giống như đại bản doanh của chùa Pháp Vân Tự nữa này. Cái này giống như là lò. Lò. Đại bản doanh của các cái ngôi đã, chùa ở Việt Nam. Nhiều đó, bọc lại thì khánh rồi. Dạ. Rồi giáo xứ Hiền Hòa. Chay đó thì là 5 triệu là một lần phát là 500 phần cơm chay. Đấy, còn nếu như mà cơm mặn đấy, cơm mặn thì thịt kho trứng 500 phần thì là 10 triệu là bán trái cây bán đảo Trung Quốc ở vỉa hè. Còn trước mặt chúng ta là ngã 6 Cộng Hòa. Đi thẳng là đường Petruski, bây giờ là Nguyễn Văn Cừ, rồi đến trường Petruski, ta sẽ quẹo phải để đi vào đường Sài Gòn. Sau cơn mưa thì đường phố nhìn lung linh luôn, rất đẹp đó các bạn. Đẹp một cách lạ lùng luôn. Thank you.
Campuchia này, không có ở trong khu Hồ Thị Kỷ thì người Miên nhiều lắm. Việt kiều Miên Việt kiều Campuchia à, hai thanh niên thì vác cái sắt đi các bạn, chú gạt nước cái nữa đi cho nó gạt này. Rồi ok, ngon đấy bạn ạ. Đây là góc ngã tư Hùng Vương cắt tới đường Lê Hồng Phong. Nếu không vậy mình cứ đi thẳng đây xong tới Thuận Kiều mình ra cũng được nhỉ? Không, mình hay là đi Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự đúng không? Ra sân bay đó, dạ. Đi thẳng dịch chuyển qua bên Đại Hành luôn. Dạ. Nói giấc này mất 2 giờ sao đông xe vậy? Nó mưa, trời mưa nên là nó cũng hay bị... Mưa thì hồi nãy giống họ trú mưa mà họ đâu đi đâu. Xong nó hết mưa cái họ mới... mới đi. Đây chúng ta sẽ đi vào đường Trần Hoàng Quân cũ, này là đường Ngô Gia Tự, à đâu, đường Nguyễn Chí Thanh. Bên trái này là công viên Đại Hàn này các bạn. Mitsubishi này nhìn đẹp quá, mẫu mới. Expander mẫu mới. Expander mà rẻ thì vậy. Nó như là 700 hai dòng, 600 mấy dòng, 700 mấy. Này là 7 chỗ luôn. 5 cộng 2 đó. Dạ. Thì Việt Nam mà nó tăng số lượng người, lúc ra xem làm sao 7 chỗ được, nhập xíu quá ha. Dạ. Chí Thanh này thì họ bán nhiều đồ thờ cúng. Đây chúng ta sẽ đi về phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Chú xe ôm chở khách. Đây họ bán mắt kiếng, đó là cái cửa hàng bán mắt kiếng số 419 Ngô Gia Tự. Bên kia là đường Ngô Gia Tự đó các bạn. Ngày xưa nó là đường Minh Mạng. Đang tập lái. Trước mặt là đường Nguyễn Tri Phương, đi về phía đường 3 tháng 2 đó các bạn. Các cái nút giao thông thì ở Sài Gòn
lúc nào cũng đông. Ở các cái giao lộ này thì mạnh ai nấy đi, tả đột hữu sung. Nhường thôi giờ, biết sao giờ. Đây, còn đường Nguyễn Chí Thanh của chúng ta đây, hướng đi về phía bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày xưa tên gọi con đường này đường Trần Hoàng Quân các bạn. Đây là góc Nguyễn Tiểu La cắt với Nguyễn Chí Thanh. Khu này thì nổi tiếng về việc là cắt dán trang trí đề can và sửa xe gắn máy. Ngoài ra thì cái khúc từ bệnh viện Chợ Rẫy trở xuống về phía Nguyễn Thị Nhỏ thì họ chuyên bán đồ thờ cúng. Đây các bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái cửa hàng trang trí xe gắn máy. Đây là đường Ngô Quyền này, ngày xưa là đường Triệu Đà đó. Phía quận 10 là Triệu Đà, quận 5 là Ngô Quyền. Đó, các cái cửa hàng Ánh Hồng đề can, chuyên đề can trang trí. Đây, cha con. Rồi, trước mặt chúng ta bên tay trái là nhà máy bia Sài Gòn, máy bia 33 ngày xưa đó. Đây, hai bên ngay cái góc ngã tư Nguyễn Kim cắt với Nguyễn Chí Thanh là địa phận của nhà máy bia Sài Gòn. Giờ xe quẹo vô đường Nguyễn Kim. Bên tay trái ngay góc Nguyễn Kim và Đào Duy Từ là sân vận động Cộng Hòa, nay là sân vận động Thống Nhất. Cái khúc Nguyễn Kim từ Tân Phước trở lên thì họ bán các cái đồ điện tử. Ở đây thì chuyên loa, dây loa âm ly, remote. Chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Vĩnh Viễn. Đường Vĩnh Viễn này chúng ta sẽ gặp đường Lê Đại Hành, bên phải bây giờ là thương xá Nhật Tạng. Họ xây dựng một cái chung cư cao cấp ấy. Dự kiến là sẽ mở bán vào cuối tháng 9. Còn bên trái đây các bạn nhìn cái tòa cao này là chung cư Tân Phước này. Đây là góc Vĩnh Viễn cắt với Lý Thường Kiệt. Cái khu này bên tay phải thì họ bán đồ lạc son, là đồ các cái đồ cũ không biết họ kiếm được ở đâu ra mang tới họ bán. Trước mặt chúng ta là ngã tư Lý Nam Đế cắt với Vĩnh Viễn. Đây đang là đường Vĩnh Viễn, quận 11 các bạn. Ở bên tay phải đây là lô B chung cư Lý Thường Kiệt.
Chào các con. Đấy, các bé đang không giờ ngủ trưa. Hai bé sinh đôi mới mấy tháng tuổi. Bé này với bé này sinh đôi. Vâng, đúng rồi. Rồi bé kia hơi lớn. Vâng. Sinh đôi thì mới bỏ. Thì sinh đôi đâu mới được mấy ngày ấy thì ta đem vô đây cho. Bỏ. Giờ bé này leo trèo. Chào con. Đây, bé này rất muốn theo ông Đồng. Ngoài trời đang mưa rất lớn đó các bạn. Đây, cô bảo mẫu đang cho bé ăn. Nào. Ê. Ê. Bà đưa ra ngoài. À, em đi nào, em chơi nào. Ê. Đây, bé này thì đang đi những bước đi lững chững. À, ông Đồng ông đang chơi với mấy bé con nít. Theo đấy, theo đấy. Đó, có hơi ấm rồi là thích luôn đấy. À. Dễ thương quá nhờ. Đấy. Đói ấm đấy. Vâng, vâng. Dạ, dạ. 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 Thì có hôm nay chú Khảnh ở Sydney về. Sydney, dạ. Thì chú hôm nay có tính gửi chú số tiền 5 triệu. Vâng, coi là chú này 4 triệu, chú kia 1 triệu nữa để gửi phụ chú lo cho các bé. Dạ. Ngoài ra, vâng. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Ghé thăm các bé là từ bên Úc về đây, ghé thăm các bé là quý lắm rồi đó. Dạ, tôi rất là cảm ơn. Thì chú đây là chú có muốn hỏi gì gặp chú trên hỏi, màn hình hỏi, rồi thì chú cứ hỏi dạ. Cô các cô có muốn hỏi chú gì thì cứ hỏi, nhiều khi nhìn trên màn hình thì thấy rồi nhưng mà tự thấy ngoài đời đấy thì có câu hỏi nào cô chú cứ hỏi dạ. Cái toàn bộ cái nguồn nuôi cái này với tài sản là của gia đình, của gia đình. Ở gia đình có cái xưởng sản xuất hoạt động cũng hơn 20 năm nay rồi. Lúc trước thì cái tiền đó để nuôi hai đứa con nó ăn học, bây giờ nó lớn hiện tại rồi thì bây giờ giao cho thằng con trai nó điều hành cái xưởng đó, tức là toàn bộ cái lợi nhuận sau khi từ hết chi phí thì toàn bộ sẽ đem về đây dùng cái nguồn đó để nuôi các bé. Tốt. Thứ hai, đất đai ngày trước là của gia đình, nhưng mà cách đây 2 tháng thì gia đình với hai đứa con nó ký giấy tờ tức là hiến tặng cho các bé hết. Thế là toàn bộ tài sản này là không còn của gia đình nữa. Tài sản của các bé. Rồi sau này tụi nó lớn lên nó bình bọc nó nuôi nha. Cái nhà cái này nó là cái nhà của tụi nó rồi. Bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Là 7 tuổi, mới có 7 tuổi. Miếng đất thì lớn chứ, miếng đất thì lớn. Là 2.500 mét vuông. Trị giá khoảng nếu mà đây thị trường hôm nay khoảng gần 100 tỷ. 100 tỷ. Đó. 2 triệu mét. Mắc quá chú nhờ. Và đấy không ơi. Chú gần đây không hay là chú ở đây luôn. Tức là lúc trước thì ở với nhà với hai đứa con với bà Triệu. Okay. 5 năm nay là tôi ở đây, coi như ngày đêm tôi ở đây với các bé luôn. Coi như đây là nhà rồi, ở nhà.
thì chị rồi cũng còn đất nó dơ, nó cũng trả khoảng 3 triệu mấy cũng tích tiền đô mà nó không cái này là tôi cho bé nhưng bán đi thì tiền cũng xài hết là các bé nó về đâu thôi cho cũng coi như là cái tài sản mình cho thì nó làm cái trước cái nhà của tôi nó xem là nó đi đâu cuối cùng nó cái này cái nhà nó cái quyền của nó có quyền ở đây những cái cây mà những mấy bé nhà toàn bộ các cô ở đây là mình sẽ tư luôn hết được chi phí toàn bộ mình sẽ lo này cũng mới quý vị thấy nó đang làm cái mái che đó chắc 2 ngày nữa xong rồi. Ông xã tôi hỏi rồi, nó có biết là nó từ nguồn gốc nào lại không? Hiện tại thì nó mình cũng chưa, hiện tại nó coi như đây là của gia đình của nó. Còn bộ các bé kêu tôi bằng bố mà, thì nó cứ tưởng tượng đây là người cha của nó. Nhưng mà sau này nó lớn lên thì bắt buộc cái quyền của nó phải được biết. Thì tôi hy vọng là tại hy vọng là sau này nó sẽ phân tích người cha người mẹ nó, mình sẽ phân tích cho nó. Sau này nó 18 tuổi thì mình cũng khuyên nó đứa nào tìm người mẹ thì mình sẽ cung cấp thông tin nó tìm người gia đình có cái quyền của nó. Còn bây giờ thì cứ tạm thời nó kêu mình bằng bố đi, coi như là đây cái gia đình của nó. Nó biết sớm quá cũng không tốt. Có cha mẹ nào vô không? Hiếm. 85, 86 bé thì có 3 người tức là lâu lâu có ghé. Chú vẫn có kỷ luật của cha mẹ với cháu. Có kỷ luật không? Ở đây kỷ luật thì đây tôi quy định là tức là toàn bộ nhân viên ở đây không được dùng những lời lẽ nặng nề hoặc ra mắng. Đây chỉ có mình tôi có quyền sạc các bé thôi. Còn nếu cô nào những thậm chí những lời nói mà hơi thấy nặng nề đó tôi bắt buộc cho mẹ. Tại các bé nó thiệt phần lần thì vô đây thì chỉ có mình tôi là có quyền la mắng các bé hoặc kỷ luật các bé, và đó là trách nhiệm của người bố. Còn các cô là phải dùng cái lời thiệt là nhẹ nhàng đó để nó bớt cái áp lực. Chứ giờ vô đây ai cũng có quyền la mắng các bé thì nó là không tốt. Đó, nuôi nó tới 18 tuổi thì đoạn đường nó còn dài lắm, rồi mấy năm nữa. Chỉ có một bé duy nhất là nó biết đó là mẹ. Còn có những bé mà ví dụ có 10 mẹ tới thăm 2 lần mà cứ cách 2 mét nó không cho. Ai tới thăm nó cũng được. Mà tự nhiên đặc biệt có bé bé tên Tiền á, cái người mẹ cách 2 mét là nó la hét rồi nó đẩy nó không cho tới. Nên người mẹ cũng giận luôn, đến nay là 3 năm rồi không quay lại. Thì tôi là khuyến cáo với cha mẹ đó, tức là cứ tới thăm. Nhưng mà khi nếu mà muốn nhận các bé ra thì phải chứng minh đủ cái điều kiện tài chánh nuôi các bé nó học đàng hoàng, tôi mới yên tâm cho các bé nó về. Có những người mẹ tới mà thậm chí còn xin tiền xe về nữa hay sao? Con nay là con làm, con xin phép con đi lên đây, nhưng mà giờ con cũng phát tiền xe, con hỗ trợ tiền xe. Mình cũng cầu chúc cho người ta là làm ăn nó thành đạt, khi mà quay lại những con. Nhưng quá trình nó dài. Giống như mình muốn làm ăn mà phán trái lên có thể năm nhất tới 10 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí tới già chưa chắc đó. Bản thân mình nuôi nổi. Tôi khuyên cứ để các bé nó tới 18 tuổi. Nhớ con tới nhà nó 18 tuổi rồi, tới mệnh con về. Nếu nó đồng ý theo về, không tốn đồng xu cắt bạc cả. Mà thậm chí là tôi phải cho nó điều kiện nó để nó tự nó nuôi sống bản thân. Mà thậm chí là tạo điều kiện cho nó làm ăn. Đó là cái trách nhiệm. Chúng ta là nuôi cho là ăn ngày 3 buổi là xong. Thế nên chị thấy là phải cho nó học bơi nè, cho học võ nè, cho học lại ngữ. Hồ bơi. Đó, hồ bơi, xe đạp. Hồ bơi này của mấy đứa lớn, hồ bơi phía trước, của mấy đứa nhỏ. Dạ. Như cá ở đây là bao nhiêu cá? Hiện tại là 8 cá. Dạ, mình có coi cái gì tốt cả 7 mấy. Dạ, 8 mấy. Ôi,
Đúng rồi, cái đấy là năm năm trước là cái hồi kỳ. À, mai là mình hạn chế bớt, có những trường hợp mà tới lỡ nhưng mà cái không có một phần giấy nào hết. Và cái quy định thì mình không dám tiếp nhận. Và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thậm chí ví dụ người ta bắt cóc ở đâu tới, người ta đẩy cho mình, nó nói chuyện thức. Vậy là ở đây là chú có nhận cái nguồn gốc của nó là giấy tờ 200 ngàn. Tức là thấy là 85, 86 bé ở đây là nhận từ lúc 2 ngày tuổi, 3 ngày tuổi. Thì mình vô trong bệnh viện hoặc là mẹ vừa sinh xong là tới mà tiếp nhận đến bây giờ. Giấy tờ nào có giấy tờ? Giấy tờ là cái nguồn gốc của nó rõ ràng. Còn nếu nguồn gốc rõ ràng là làm giấy tờ rất là cực mà khó. Với thứ hai là mình cũng yên tâm. Sau này nó có giấy tờ để chuyển thành không có, phải lo cho các bé, không phải là lo cho nó ăn học giấy tờ của nó để sau này nó là bước ra ngoài đời nó chuẩn chặt như người khác, chứ không phải là không có giấy tờ mà cái tờ giấy nào lộn lưng hết. Thì cái đó là mình không ăn tội như thế này. Nên anh chị cứ lâu lâu có cái việc mà về thăm Việt Nam thì cứ mời anh chị ghé thăm xứ tự nhiên tới thăm các bé. Từ trước có coi clip chúng ta đi hôm nay đi tập nay thì về chưa được biết cái gì hết rồi. Chị nói chân cho không, chỉ có đặc biệt ở đây là chỉ có 5 bé, tức là bỏ phía cổng không một tờ giấy nào hết, thì là tôi được vinh dự là các bé nó mang họ. Còn các bé kia thì tôi cố gắng năn nỉ người mẹ là cho nó mang cái họ của mình mẹ, và ngay trong khai sinh cũng cố gắng để tên mẹ đó. Chứ giờ nhìn vô cái tờ khai sinh nó tấm bút mình thấy nó tuổi thì nói các bé sao lại nó cầm tờ khai sinh ra nó rất là khó chịu. Tên cha có thể không có không sao hết, đó là chuyện bình thường, nhưng tên mẹ bắt buộc phải có. Đó, thành ra là toàn bộ các bé đây chỉ có 4 bé là không có giấy tờ gì hết. Giờ 4 bé nó không có giấy tờ là cỡ bao lớn rồi? Đó, có, ở dưới này có một bé là Bùi Kim Tâm. Trên lầu là có 3 bé. Cũng mai phòng Bùi là cũng là tôi đó. Tôi dạy vậy thôi. Mấy đứa nào mới xong là toàn bộ là cái đó là mình cố gắng rồi mẹ phải cho cái tên. Thậm chí có người mẹ em chỉ biết có người mẹ là tên giả thôi. Rồi cái 2 năm sau quay lại nó con tên đó, nó ủa bé này đâu phải người mẹ của nó, không lúc đó con khai tên giả. Nó tại sao con không đủ can đảm để cho con nó biết cái tên của con? Thì sao này cái điều chỉnh nó rất là khó. Nó phải qua cái bước của tòa án thôi. Nên nhưng mà tại nó trẻ quá, nó 16, 17 tuổi nó ra cái suy nghĩ hết. Nó đối với con những bà mẹ mới 16 tuổi, nó học lớp 10 trốn là mình lên xanh nơi xong ngày trước ngày sau lập tịch. Mình phải mướn xe chở về, thậm chí về tuốt mình thân. Có cô tuốt ở ngoài Nghĩa Bình cũng phải ra mua vé xe rồi về dịp ăn Tết ra bên đi làm, đi làm có số đi học, đa số là đi làm và đa số là sinh viên học sinh bản thân này, thậm chí nó không dám nói cho mình. Nó trên đó là giờ có một bé là chưa làm cái xanh được là người mẹ là cứu nó hoài rồi bắt nó hoài từ Liêm đó. Từ Liêm Hà Nội. Cô sinh ở đây thì nói cũng khóc sướt mướt rồi nói cho con gửi con một tháng con về quải là con suy xét rồi con nói hướng con cứ ra. Mà đến nay hơn một năm gọi là coi như cái số nó không tội rồi. Mình chỉ nói là con không cần là nhận bé về, nhưng mà con vô đây vô chỉ cần để cái photo cái chứng minh nhân dân của con vô đây để cho chú làm thay xanh cho bé. Thậm chí cũng từ chối. Gọi riết là thôi không, có số là không đi lại. Nó đó, trường hợp cái bé đó tôi cũng đang nhức đầu. Nên cái hỏi con Hạnh cái bé nào nói trồn, nó quẩn nay là thanh niên trời. Nên nhìn mình còn ghiền, đừng nói người mẹ nữa, người mẹ nhìn mình thấy bảo là nó bụ quẩn lắm. Rất là dễ thương. Nhưng mà có chắc người mẹ có những hoàn cảnh đặc biệt, mình cũng chắc.
Nhưng mà chỉ yêu cầu là thôi con gửi cái bản sao chứng minh nhân dân đi để là chú làm thay xanh cho bé. Nhưng mà không được, thành ra bây giờ hiện tại bé cũng chưa làm được. Chưa có thư, cái người đó muốn có xanh, có chồng á. Thôi có một trường hợp có chồng cũng đây về miền Tây, nói là con nằm con dưỡng xanh xong rồi con sẽ lên làm thay xanh cho bé. Nhưng mà về thì mà dưỡng xanh xong thì điện cái cha mẹ điện lên mắng chúng nó bé nó chuẩn bị nó lập gia đình rồi, anh gọi vậy thì sao nó lập gia đình mà nay đã lập gia đình mới rồi, có con rồi. Đây cũng bỏ đây coi như là từ chối đó. Đó những trường hợp đó mình cũng khó nói. Dạ. Thôi mình cũng chúc phúc cho cái cô đó, nhưng mà mấy cái bé này sau này thì nó hỏi thì mình cũng hơi trả lời cứu hơi chứ nhiều khi phải dựng chuyện nó dốc lên để cho nó bé nó mẹ con nó vậy thì không để cho bé nó trách mẹ. Cái tuổi thân cái mặc cảm rất là quan trọng. Những trường hợp thành ra mình là cái người nuôi mà thậm chí thì khi tối mà nhìn tụi nó ngủ thì không nên bật khóc khóc nước trai gái nó cũng gần tương đương nhau, mà ở đây đặc biệt là con gái nhiều hơn trai ba bốn đứa, nó cũng gần bằng nhau, con gái nó dữ hơn. Ở đây đặc biệt không biết chưa biết chỗ khác sao, nhưng ở đây con gái thì nó là nhanh nhẹ, nó mạnh bạo hơn con trai. Ồ, nó dữ hơn con trai. Ờ, con trai nhiều anh nó thì khô thì khóc. Ta thấy gái nhiều quá. Mà thấy đặc biệt là tôi cũng không biết làm sao. Hay là nhiều khi là giờ đâu do con trai bước qua thấy kỹ 21 là phụ nữ. Phụ nữ nó vùng lên đó. Gái không mạnh dạn không? Mạnh dạn, gái này mạnh bạo lắm. Dạ. Mạnh dạn hay trai. Hôm kia là đây là nếu mà chơi là con gái nắm vị trí quy á, con trai là không còn. Nói thấy con gái đè lên con trai luôn. Đó, 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 chị thấy. Nó rồi nó đè, thằng này nó khóc, thằng mình dở là nó đè lên nó. Chắc qua, bước qua cái thế chị mới nên là thôi. Thành ra tôi với anh cũng phải chuẩn bị mà mình phải lấy vé thôi. Rồi, thôi thì rất là mình cảm ơn. Rồi, cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả quý anh chị. Lãnh rỗi nếu có dịp về Việt Nam thì cũng mời ghé thăm thành phố. Rồi con cảm ơn chú nha, chúc chú sức khỏe. Dạ, rồi, dạ vâng. Dạ. Rồi về, giờ con xin phép đoàn xin phép về mà con đi. Cô nhiều lắm. Rồi. Mấy kỳ rồi nó mới ký cái giấy nó đồng ý nó cho cái tài sản này đó. Đi đứng chụp. Chứ mà nếu nó không đồng ý là nó không ký được. Mà tài sản này trị giá lớn thành phố này, trị giá lớn. Đâm, đâm, không biết. Chụp coi hình với chú đây. Dạ, xin ra chụp coi hình với chú kiếm này con. Giữa gái đồng. À, 2, 3. 2, 3. Rồi, được rồi chú ơi. Rồi, con cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, đâu.